Dạ anh ơi, dạ em gọi anh đến để xin kiếm việc làm á anh. Bên anh như đang tuyển nhân viên phục vụ đúng không anh? Dạ, hết tuyển rồi anh. Anh có tuyển vị trí khác không? Em làm cái gì cũng được á, em làm hết mọi chuyện luôn á anh. Dạ không tuyển nữa anh. Dạ, em cảm ơn anh nha. Dạ. Hai Đại ơi. Ủa anh Trường. Ủa anh đi đâu đây? Uống cà phê hả anh? Anh uống cà phê quán của bạn anh. Trời ơi, quán này của bạn anh á anh. Bạn thân á, bạn hồi nó khốn tới giờ đó. Trời ơi hay quá. Sao mà người sao nhìn phờ phạc sơ sát quá vậy? Dạ. Khó khăn gì hả? Cũng khó khăn thiệt. Trời ơi, thanh niên gì đâu mà sáng cái thanh niên mình ra ngoài đường á là mình phải cởi mở tâm hồn, mặt mày tươi tắn lên phải không? Thì tài vận nó mới tới. Khó khăn gì nói đi, anh giúp được gì anh giúp cho. Em thất nghiệp cứ lông nhông mà đi tùm lum la không có là gì làm hết á, em chán em thiệt á. Nghĩa là thất nghiệp rồi không có tiền xài chán gì? Cần nhiêu anh cho mượn. Anh cho em mượn tiền hả? Ừ. Trời ơi em cảm ơn anh nhiều lắm luôn á. Anh Trường, ông ấy anh có thể chia sẻ em cách làm giàu đâu, sao anh giàu dữ vậy bây giờ? Nhìn anh sang trọng bây giờ anh còn cho em mượn tiền nữa, chỉ em với. Đừng có nói anh giàu, nghe anh cũng ngại. Thực ra thì giàu thì không có giàu, nhưng mà được cái là đủ ăn, có cua ăn cua để. Muốn làm giàu không? Dạ. Em đi xuất khẩu lao động không? Xuất khẩu lao động là ra nước ngoài làm việc đó. Anh ơi, nào giờ em đi xa lắm, em cứ ra ngoài sớm bên thôi chứ ra nước ngoài nước nào em không biết nữa. Trời ơi em sao mà suy nghĩ thiển cận quá, bây giờ mình phải mở mang tầm mắt ra phải không? Bây giờ mình phải ra nước ngoài làm việc. Em thử tưởng tượng đi, em ra nước ngoài làm việc á, một tháng làm kiếm mười mấy triệu, em làm một hai năm thôi em kiếm vài trăm triệu, em về đây thành đại gia liền. Nói gì kiếm mười mấy triệu, vài trăm triệu hả? Ừ. Trời ơi em còn chưa biết số một triệu nó ra sao nữa, bây giờ kiếm mười mấy triệu, một trăm triệu kì ghê á. Một tháng mười mấy triệu, nói chung là đơn giản lắm. Dạ. Thủ tục giấy tờ nó cũng không có rườm rà gì hết trơn á. Dạ. Nói chung mọi thứ em chỉ cần lên máy bay là em qua bển em làm việc thôi, còn tất tần tật mọi thứ anh lo cho em hết. Ví dụ mà em có qua bển em làm á, em đi qua bển có mình hả? Em không có ai đi chung với em được á. Em ngại là qua nước ngoài có mình cô đơn đúng không? Là buồn nhớ nhà đúng không? Nếu như em ngại vậy đó, em cứ giới thiệu bạn đi. Em có bạn em, xong hai người đi chung. Qua đó có bạn hữu hỷ, nhưng mà được cái là công ty trích tiền hoa hồng cho em nữa. Là em kéo bạn em qua rồi em tiền hoa hồng là đúng rồi. Là được cho thêm tiền á anh. Đúng rồi, công ty anh là công ty lớn mà. Đó, giới thiệu với em, anh là một cái chuyên viên tư vấn cao cấp của công ty xuất khẩu lao động. Đã như vậy ta. Ừ, yên tâm đi, rủ đi. Công ty của anh tuyển là không cần trình độ hết trơn á. Thôi, cái cảm gì anh vậy? Trường, có gì nhờ anh Trường giúp em nha. Yên tâm đi, em qua cái giai đoạn khủng hoảng này là em sợ là tới giai đoạn khủng khiếp phải không? Dạ. Mà em vượt được qua cái giai đoạn khủng khiếp là em thấy cái giai đoạn hào quang cho em tỏa sáng. Tới rồi, thời em tới rồi. Thời tới rồi, nếu như em biết nắm bắt. Còn bây giờ là chốt suy nghĩ đi, chốt với anh đi. Có đăng ký hay không? Nếu không đăng ký á, là anh sẽ trao cơ hội này cho người khác. Đó, em có đồng ý hay là không? Nếu không á, ngày mai anh đi thành phố rồi. Em đồng ý. Bác Bà ơi, bác Bà ơi, bác Bà. Bác Bà ơi, ông ai đâu rồi bác Bà ơi? Bác Bà, bác Bà ơi. Bác Bà đâu rồi? Ôi. Trời ơi vui quá rồi, vui quá rồi. Trời. Tôi già rồi, thấy không? Xương cốt tôi nó lỏng lẻo lắm, đừng có ôm mà liền xuống cái chết à. Mà vụ gì? Ngồi xuống chia sẻ niềm vui với con đi. Vui quá rồi bác Bà ơi. Con sắp đổi đời rồi. Hả? Ừ. Trúng số hả? Không còn hơn trúng số nữa. Vậy là cưới vợ giàu phải không? Trời đâu ra mà vợ đâu ra cưới cái đùng vậy? Hay là mua đất bán lại rồi trúng? Đất đâu mà vào mua bán gì đây không chứ có. Chứ mày trúng là cái vụ gì, đổ đời là vụ gì? Con có việc làm. Có việc làm rồi bác Ba ơi. Mà làm ở đâu? Con đi xuất khẩu lao động. Hả? Dạ. Đi xuất khẩu lao động? Dạ, hết thất nghiệp rồi, bây giờ có công ăn chuyện làm rồi bác. Nói chung là hôm trước nay là thất nghiệp, bây giờ tìm được việc làm. Ủa mà ở đây cũng có nhiều việc, còn sao con không làm mà con đi ra nước ngoài con làm chi cho nó xa dữ lắm? Không có, tại vì ở đây làm không có khá nổi đâu. Phải qua bên nước ngoài làm á, lúc đó con nghe nói là lương gấp 4, gấp 5 lần á, lương công nhân bình thường ở bên này luôn. Dạ. Rồi chừng nào con mới đi? Chiều nay con đi liền. Hả? Đi gì lẹ à? Giấy tờ mày nộp ở đâu mà lẹ hả? Dạ, có người quen giúp đỡ con á bác. Ai? Anh Trường. Trường nào?
anh Trường ở đó trong shop mình nè. Bây giờ anh giàu có lắm. Giờ anh chỉ con lập nghiệp đó, kêu con á là xuất khẩu lao động qua nước ngoài. Anh lo công ăn chuyện làm cho con hết luôn. Rồi mày đưa giấy tờ cho nó hết rồi phải không? Giấy tờ gì, anh nói đâu cần giấy tờ gì đâu. Gì? Giấy tờ tùy thân của con á, cần vậy thôi à, không cần bằng cấp gì hết á. Vậy hả? Dạ. Ủa, ở bên đó không cần bằng cấp gì hết? Dạ đúng rồi. Chứ họ cần gì? Kêu con qua bển làm thôi, anh nói con qua bển làm thôi. Mà làm cái gì? Làm cái gì con cũng không rành nữa. Anh nói con là qua bển là làm cái gì mà giống kiểu như là ở trong văn phòng gì, ở trong máy lạnh sướng lắm. Hả? Tới tháng lãnh tiền thôi à. Mày đâu có kỹ năng làm văn phòng máy lạnh gì đâu. Ê, cái vụ này bác nghi rồi nha, coi chừng đó nha, bị gạt đó nha tụi bay. Bác kỳ cục quá à. Anh Trường là cũng trong xóm trong làng mình không mà ảnh bây giờ ảnh có ý tốt, ảnh giúp đỡ con thì bác phải quý chứ, sao bác nghi ngờ người ta vậy? Mày nói thằng Trường đó, giờ tao nghĩ là còn thằng Trường nào nãy giờ nè, mày nói thằng Trường ở xóm dưới phải không? Dạ. Trường xóm dưới Trường nào ta? Trường. À. Ê, không lẽ cái thằng mà hôm trước nó làm gì cái người ta kiếm nó bỏ xứ nó đi này thiệt là lâu không? Trường ở bên đâu kinh số 2 hay nữa. Bác nói cái gì phức tạp quá, bây giờ con đâu có quan tâm cái chuyện đó đâu, con quan tâm cái chuyện là bây giờ con sắp đổi đời rồi. Mày đổi đời? Bác ơi, bác con bay mai mốt con mà đi nước ngoài con nhờ bác một chuyện đó, đúng một chuyện đó, bác giúp con được không? Chuyện gì nói nghe coi. Bây giờ má con á một thân một mình nè, con đi nước ngoài rồi đâu có ai lo cho má con đâu. Bác ở kế bên có gì á lâu lâu bác qua bác thăm má con, chăm sóc cho má con nha. Thì cái chuyện đó thì tao thăm đó, mà bác có bệnh hoạn thì nếu mà ấy nhờ cậy giúp đỡ này kia thì tao làm được. Dạ. Thấy không? Được. Nhưng mà tao thấy mày đi thấy cũng có cái gì đó nó không yên tâm. Bác yên tâm đi, con về sớm lắm. Cỡ 5 năm nữa con về à. Trời đất cười, 5 năm mà mày nói sớm hả? Bởi vậy con mới nhờ tới sự giúp đỡ của bác đó, bác giúp con nha. Thì được rồi, chuyện đó thì tao giúp được. Con cảm ơn bác, bác Phi nhiều lắm. Nào giờ thất nghiệp đâu có chuyện làm đâu, bây giờ có việc làm cũng mừng lắm. Mừng húm luôn mà. Ừ, biết rồi. Dạ. Thôi về đi. Con cảm ơn bác Phi nhiều nha bác. Chúc mừng con. Coi chừng má giùm con nha, con đâu đi biết nha. Rồi. Con đi rồi bác Phi. Thôi đi. Ê, cái gì á? Tao chào gói được ba giữ sức khỏe nha. Biết rồi. Rồi em cứ yên tâm à, mọi công việc của em ở đó tất tật tật anh lo hết rồi. Bảo đảm luôn việc nhẹ lương cao là máy lạnh rất thoải mái đó. Em làm đi 5 năm thôi. Em về em kiếm vài trăm triệu, 1 tỷ bỏ túi bình thường. Ừ. Ờ à, vậy ha, em cứ suy nghĩ đi ha. Cơ hội tới là em cứ nắm bắt, không mà nó trôi qua nghe. Ừ vậy nghe em nha. Dạ, em chào bác. Ừ, khỏe không con? À, dạ con khỏe. Trời ơi, tao nghe sớm này giờ họ đồn mày dữ lắm. Ủa, đồn gì vậy bác? Họ đồn con đủ thứ hết trơn trọi hết á. Họ nói con giống như ông Bụt á. Ồ, vậy là đồn tốt phải không bác? Ờ, tốt. Dạ. Dạ, chứ bay có làm bậy gì đâu mà sợ xấu. Trong sớm đồn nói con giờ giúp đỡ mọi người nhiều quá. Nha. Dạ, tại vì á là con thấy là mình là cũng một người con của quê hương này mà đóng góp được cái gì á, tạo công việc làm cho mà càng nhiều người càng tốt bác à. Giỏi, dạ. Giỏi, bay nói vậy là tao nghe phải quá rồi đó. Ủa nhưng bây... mà bác ba đi uống cà phê hả? Không, bữa nay bác ba có công chuyện. Công chuyện? Là bác ba đi tìm con á. Tìm con có gì không bác ba? Sao tao tìm bay mà tự nhiên bay mặt bay quan trọng quá vậy? Tại vì con giới thiệu thanh niên đi nước ngoài làm việc á. Ừ. Là con tuyển toàn là thanh niên lực lưỡng cao to không à. Còn bác vậy bác kiếm con thấy con hết hồn. Ấy, bác không phải là bác tìm con để mà nhờ con giới thiệu để mà đưa bác ra nước ngoài đi lao động hợp tác. Không phải. À. Không phải bác sao đi được. Dạ. Bác ba gặp con bữa nay là bác ba nhờ con. Dạ. À. Bây giờ con là hôm trước là con giới thiệu cháu bác ba đi lao động hợp tác á. Sao mấy rài điện thoại nó không có được. Bây giờ con lấy thông tin à, ở bên công ty nào để bác ba điện thoại nhắn nó một số việc. À, dạ bác ba biết sao không? Hổng rài là con giới thiệu cũng nhiều người quá đó. À. Cho nên là cái lưu bu cái hồ sơ nó cũng nhiều. À. Cho nên là con kiểm soát cũng tạm thời là chưa có hết. Vậy là bay không nhớ ai hả? À, dạ không nhớ. Nhưng mà bây giờ bác cho con thời gian đi. Con gì con lục hồ sơ là con kiểm tra lại cái con nó. Thằng cháu của bác ba là thằng Minh. Hiểu không? Thằng Minh á. À, Minh, dạ rồi con nhớ Minh rồi. Minh dạ, á, dạ. Đi nay cũng mấy tháng thôi, hiểu không? Dạ. Bây giờ nè, má nó điện thoại cho nó, mà nó không nghe máy. Đâu lần trước thì có nói chuyện được, mà sao giờ điện không được, khóa máy luôn rồi. Hay là nó đổi số? À, chắc tại là do Minh đang làm việc á, cho nên là trong lúc làm việc thì người ta không cho xài điện thoại. Nhưng mà khi mà làm việc xong á, nghỉ ca hay là ra ca gì đó thì Minh sẽ chủ động điện lại. Không có đâu, trời đất ơi.
thì đó giờ hành chánh thôi, còn cái này giờ không hành chánh gọi nó cũng không có được, nó khóa luôn rồi. Mấy bữa trước gọi được còn nay khóa luôn rồi. À vậy để con về con nói công ty liên lạc lại bên đó, cái có gì con báo lại bác nha. Ừ dạ dạ, cho bác luôn cái địa chỉ của cái công ty đó luôn giùm bác, nghe không, con khỏi cần mà mất công. Con cho nó số điện thoại rồi bác tự bác gọi bác tính, chứ má nó ở nhà lo quá. À dạ, thấy không? À, cái này con cũng hiểu mà, do là con cái đi làm xa mà ba mẹ ai cũng lo cho con vậy hết chứ sao. Yên tâm đi, con có thời gian cái công việc lục cái hồ sơ đó cái con gửi cho bác ba liền. Bây giờ bác ba nhờ con thêm chuyện nữa được không? À, còn nữa hả bác ba? Bây giờ bác tính gửi con là chắc cũng một chục đứa à. Cháu của bác, tụi nó giờ nó thất nghiệp, nó không có chuyện làm, tính chục đứa đó là nhờ con làm hồ sơ đưa qua anh Bển cho nó đi hợp tác lao động. Trời ơi, con tưởng đâu cái việc gì nó khó khăn, cái việc này trong tầm tay của con. Vậy hay không? Dạ, bác cứ kêu gặp con đi, hồ sơ là chuẩn bị sơ sơ thôi. À, đó, rồi cái là tới cái ngày con thông báo hen, chỉ đưa ra sân bay, lên máy bay qua Bển làm việc. Vậy thôi. Là con tất tần tật con lo hết. Trời đất ơi. Mà dặn ngang qua đó chỉ cần là siêng năng, cần cù với lại là trung thực là được à. Dạ. Siêng năng, cần cù. Dạ. À. Ê, xin lỗi cho bác có điện thoại. Dạ. Alo. Ủa, bay hả? Ủa sao bay gọi được tao hả? Ở đâu? Cái gì? Ở biên giới à? Trời đất ơi. Giờ con chạy ra không được. Nó túm lại bây giờ nó đòi tiền chuộc nhiêu? Ngồi xuống đây. Trời. Cái gì? Không. Nói chuyện với cái người mà đưa con qua bển á. Bây giờ nó ngồi đây nè. Ừ. Giờ đợi nhiêu? 200 triệu. 200 triệu tính ra tiền ngoại tệ là nhiêu? Gần 10 ngàn. Ờ đúng rồi. Yên tâm, yên tâm, bác ba sẽ đưa tiền qua. Ngồi xuống. Dạ con ngồi yên mà. Cho bác ba gặp cái thằng đó đi, nói chuyện với nó luôn. Hả? Không sao, bác ba nói được. Rồi, được rồi. Bây giờ ở yên đó nha không? Cái chuyển 200 triệu qua liền. Nghe không? Yên tâm. Nó còn ngồi đây mà sợ gì? Ờ. Vậy đi, cúp. Trời ơi, bắt giờ mặt con bơ phờ, giờ mà xuống sắc quá trời rồi. Tụi nó ác lắm. Tụi nó coi mạng người như cỏ rác vậy bác. Cái kiểu mà buông người như thế này, tụi này quá lắm rồi. Con tưởng con bỏ mạng nơi xứ người hả bác? Ừ. Cái lúc á mà mọi người tập trung tới bãi xe để qua biên giới, rồi đó lấy hết túi xách ba lô điện thoại của con, ai mà phản kháng á nó đánh cho bất tỉnh đó. Còn lúc mà tới biên giới á, nó đưa điện thoại bắt gọi về người nhà để lấy tiền chuộc, ai không có rồi nó bắt đem bán rồi làm trả nợ cho tụi nó bác. Bởi vì má bị gọi mấy ngày trước thì được, mấy ngày sau không được. Má bay lo, tao bắt đầu là tao sanh nghi rồi. Bác ba mới gặp thằng Trường, nói chuyện với nó, dòm bộ gió nó là biết rồi. Thấy chuyện không lành cho tụi bay rồi. Rồi tới hồi mà tụi bay điện thoại cho tao đó, thì tao nghe đó, thì tiền chuộc 200 đó. Mèn đét ơi, ai mà ngờ tới cái nước này. Nhưng mà thôi, bây giờ con về đây được là mừng rồi. Qua đó con đâu dám gọi về cho bác ba với má của con đâu. Con sợ hai người lo. Con nghĩ con sức chai, con gái con làm trả nợ cho tụi nó. Mà không ngờ, biết không, ở bển con còn suy nghĩ tính tự tử nữa bác. Mà con không dám. Con tìm cách bỏ trốn, mà bỏ trốn không được. Xung quanh toàn hàng rào kẽm gai không mà. Nó bắt con lại, nó đánh đập quá trời luôn bác Ba Phi ơi. Tha cho tôi đi bà. Tha cho tôi đi bà. Tha cho tôi về nước đi bà. Tha cho tôi. Tha cho tôi đi bà mấy ông ơi. Không thể nào tưởng tượng được cái chuyện này. Đầu dây mối nhợ á, mà vũ khí ở đây á là thằng Trường. Bây giờ bác tính như vậy, con dù gì cũng là nạn nhân, nhân chứng sống trong cái vụ việc này. Bây giờ đi theo bác, đi lên trên gặp công an. Rồi á, con làm chứng, rồi biên bản ghi làm sao. À, thì á, sự tình sao con kể hết cho bên phía công an ta biết. Để con làm chứng con kể hết cho bác ơi. Đúng rồi, đi lên công an đi. Tôi là Quỳnh Quý, vì nhẹ dạ cá tin
mà tôi lỡ xa vào động quỷ. Bài học cho con đó, nhất là những người thanh niên trẻ còn sức lao động, do cái kinh tế đang gặp khó khăn mà chúng ta không có cái cách nào giải quyết, chúng ta lại nghe bọn xấu nó rủ rê xa vào con đường này, đó là một cái điều đáng tiếc. Chương trình Cô Cùng Bác Ba Phi kỳ này chúng tôi luận để cảnh báo cho mọi người, để chúng ta có được những cái ý thức mà chúng ta đối phó với những kẻ xấu cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Để phát sóng của chúng tôi là 21:50 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 vào các ngày thứ 5, thứ 6 hàng tuần. Nhớ đón xem nha bà con. Tôi Ba Phi, chuyện gì tôi cũng tám.